Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo trong hôm nay và 5 đến 7 ngày tới phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ liên tục có mưa rông, thời tiết xấu bởi một rãnh áp thấp vắt ngang qua khu vực này và tồn tại ở đây nhiều ngày. Rãnh thường hoạt động mạnh từ chiều tối đến đêm về sáng. Đặc biệt cần lưu ý trong sáng và đêm nay ở phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ dễ có mưa rông kèm theo rông xét, gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7 và với lốc xoáy nguy hiểm khi mưa rông ập đến các tàu ở gần bờ nên tìm nơi trú ẩn an toàn để neo đậu và nhanh chóng rời khỏi tàu khi đang đánh bắt ở ngoài khơi xa thì bà con nên vào cabin tránh xa các thiết bị điện và vật dụng bằng kim loại ổ cắm điện để đề phòng xét đánh đồng thời nên giảm độ cao cần anten, ten suốt kết nối giữa ăng ten với các nguồn điện thiết bị điện tử trong khi đó, ở phía nam vịnh Bắc Bộ, ven bờ từ Thanh Hóa trở vào cho tới Ninh Thuận, ra đến ngoài khơi quanh vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, ngày hôm nay và 3 ngày tới, mưa chỉ xảy ra vài nơi, ban ngày trời có nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió ở đây là cấp 4 đến cấp 5 và độ cao sóng từ 0,50 cho đến 2 m. Với vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Cà Mau, Kiên Giang, dự báo hôm nay và 3 đến 5 ngày tới đều không mưa, trời nắng đẹp, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió nhẹ biển êm, thuận lợi cho các tàu thuyền du lịch cũng như các tàu đánh bắt hải sản. Ở huyện đảo Trường Sa dự báo trong ngày hôm nay và 3 đến 5 ngày tới cũng ít mưa, trời nắng, gió nhẹ, độ cao sóng từ 0,50m đến 1,50m. Bản tin của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị!